Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 5 tháng 9 năm 2024, một số nhà máy tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng giá tôm thẻ từ 1 đến 5.000 đồng 1 kg. Thị trường tôm thẻ nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long, trong sáng 5 tháng 9, một số nhà máy lớn tại Sóc Trăng và Cà Mau tiếp tục tăng giá 1 đến 5.000 đồng 1 kg. Với tôm thẻ cỡ 80 con 1 kg về lớn so với đầu tuần này, trong đó các cỡ 30 đến 50 con 1 kg có mức tăng mạnh nhất 3 đến 5.000 đồng 1 kg. Giá tôm cỡ 30 đến 50 con 1 kg tại hầu hết nhà máy lớn đang đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Tại Cà Mau, nhà máy Minh Phú tăng giá 2 đến 5.000 đồng 1 kg so với đầu tuần này. Nhà máy Kaisers trước đó cũng tăng 2 đến 3.000 đồng 1 kg trong ngày hôm qua. Theo đó, các nhà máy lớn ở Cà Mau đang thu mua tôm thẻ tư cỡ 30 con 1 kg ở mức 160 đến 165.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 118 đến 122.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Giá tại các nhà máy lớn ở Cà Mau đang thấp hơn 3 đến 17.000 đồng 1 kg so với các nhà máy Safimax và Khánh Sủng, Sóc Trăng, nhưng cỡ 50 đến 80 con 1 kg vẫn có thể cạnh tranh với nhà máy tại Kim Anh, Sao Ta, Khang An. Tại Sóc Trăng, nhà máy tại Kim Anh và Sao Ta cũng tăng giá 1 đến 5.000 đồng 1 kg với tôm thẻ tươi so với đầu tuần này. Trong đó, giá tôm thẻ tươi tại các nhà máy ở Sóc Trăng hiện ở mức cỡ 30 con 1 kg ở mức 165 đến 182.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 106 đến 143.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Nhịp độ giao dịch tôm thẻ nguyên liệu về các nhà máy lớn ở Sóc Trăng và Cà Mau nhìn chung vẫn duy trì tương đương cuối tháng 8. Lượng mua hàng của một số nhà máy trong ngày 5 tháng 9 chỉ tăng nhẹ 2 đến 10 tấn trên ngày so với hôm qua và vẫn nằm trong khoảng dao động trong một tuần trở lại đây, trừ 3 ngày nghỉ lễ. Giá tôm thẻ tại các nhà máy gia công cho Trung Quốc tạm thời ổn định sau khi nhiều nhà máy tăng giá từ 1 đến 5.000 đồng 1 kg trong 2 ngày trước đó. Trong đó, giá tôm thẻ ao bạc đang được các nhà máy thu mua với giá cao hơn, từ 15 đến 21.000 đồng 1 kg so với tôm ao đất. Cụ thể, đối với tôm thẻ tươi, các nhà máy Huy Minh, Châu Bá Thảo, Nhật Phượng, Minh Phát, công ty 168, thu mua cỡ 100 con 1 kg hàng ao bạc ở mức 89 đến 96.000 đồng 1 kg, màu A2 đến A4, trong khi giá tôm ao đất dao động từ 69 đến 75 đồng 1 kg. Một số nhà máy như Châu Bá Thảo, Huy Minh, thu mua tôm ao bạc cỡ 50 con 1 kg ở mức 110 đến 118.000 đồng 1 kg, màu A2, A4. Đối với tôm thẻ ngâm, giá tôm cỡ 100 con 1 kg tại các nhà máy Cẩm Vui, Minh Phát, Blue Bay tạm thời ổn định ở mức 65 đến 75 nghìn đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh. Giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá, các thương lái tạm thời giữ giá thu mua tôm thẻ ướp đá tại đầm ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tôm thẻ cỡ 30 con 1 kg ở mức 160 đến 165 nghìn đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Cỡ 50 con 1 kg ở mức 120 đến 122.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, và 114 đến 117.000 đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh. Tuy nhiên, dự kiến giá tôm ướp đá có thể tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn, do nguồn cung đang theo chiều hướng giảm, với hầu hết kích cỡ. Giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, sức mua tại nội địa đang có xu hướng giảm sau dịp lễ 2 tháng 9. Trong đó, nhu cầu giảm chủ yếu với cỡ 20 đến 30 con 1 kg đã kéo giá tại đầm giảm từ 2 đến 10.000 đồng 1 kg so với đầu tuần này, về mức tương đương mức trước nghỉ lễ. Tôm oxy cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 190 đến 200.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 165.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá các cỡ 40 con 1 kg về nhỏ nhìn chung vẫn giữ ổn định so với đầu tuần này, cỡ 50 con 1 kg ở mức 120 đến 127.000 đồng 1 kg. Giá tôm thẻ oxy tại đầm ở đồng bằng sông Cửu Long hiện cao hơn 2 đến 5.000 đồng 1 kg so với tôm thẻ ướp đá đạt kháng sinh. Mức chênh lệch giá của cỡ 20 đến 30 con 1 kg giảm sau khi giá tôm oxy giảm so với đầu tuần này. Thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Lượng thu mua tôm sú nguyên liệu tại các nhà máy chế biến tại đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng phục hồi, nhưng vẫn ở mức thấp. Trong ngày 5 tháng 9, một số nhà máy chế biến tại đồng bằng sông Cửu Long giữ giá thu mua tôm sú ổn định, sau khi tăng từ 1 đến 10.000 đồng 1 kg trong ngày hôm qua. Giá tôm sú ướp đá tại đầm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tạm chững so với đầu tuần này. Đối với tôm oxy, giá tôm các cỡ 20 đến 50 con 1 kg tạm thời ổn định,
sau mức giảm 1-15.000 đồng 1kg trong ngày hôm qua. Trên thị trường tôm sú nguyên liệu, một số nhà máy gia công cho Trung Quốc duy trì giá ổn định sau mức tăng giá 1-10.000 đồng 1kg vào đầu tuần này, trong khi giá tại các nhà máy lớn gần như không đổi kể từ cuối tháng 8. Cụ thể, đối với tôm sú tươi, nhà máy Minh Phú, Sao Ta, Khánh Sủng giữ giá thu mua tôm sú tươi cỡ 30 con 1kg ở mức 160-172.000 đồng 1kg đạt kháng sinh. Các nhà máy gia công cho Trung Quốc như Minh Cường, Trang Khanh, Quốc Thanh tiếp tục thu mua cỡ 30 con 1kg ở mức 146-160.000 đồng 1kg, cỡ 50 con 1kg ở mức 120-129.000 đồng 1kg, tôm Quảng Canh, không kiểm tra kháng sinh. Đối với tôm sú ngâm, các nhà máy Cẩm Vui, To Oàn, Huy Bảo giữ giá tôm sú ngâm cỡ 30 con 1kg ở mức 122-135.000 đồng 1kg, công nghiệp trên Quảng Canh, không kiểm kháng sinh. Đối với tôm sơ chế trên bán thành phẩm, giá tại nhà máy Bạch Linh ổn định sau mức tăng 2.000 đồng 1kg cỡ 26-30. Giá này tăng từ hôm qua rồi mà. Giá tôm cỡ 26-30 tăng lên mức 217-222.000 đồng 1kg, công nghiệp trên Quảng Canh. Lượng thu mua tôm sú nguyên liệu của các nhà máy chế biến ở đồng bằng sông Cửu Long có sự phục hồi so với trước khi nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng vẫn ở mức thấp. Tại nhà máy Minh Phú, lượng thu mua tôm sú trong 2 ngày 4 đến 5 tháng 9 ở mức 17-25 tấn trên ngày, tăng so với mức 10-12 tấn trên ngày trước khi nghỉ lễ. Hầu hết các nhà máy gia công cho Trung Quốc thu mua dưới 10-15 tấn trên ngày. Tại nhà máy Sao Ta, lượng thu mua tôm công nghiệp ở mức 2-4 tấn trên ngày. Đối với giao dịch tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, thương lái tiếp tục thu mua tôm sú ướp đá với giá ổn định, trong đó cỡ 30 con 1kg ở mức 137-140.000 đồng 1kg, cỡ 50 con 1kg ở mức 108-115.000 đồng 1kg, không kiểm tra kháng sinh. Đối với tôm sú oxy, giá tôm cỡ lớn 20 con 1kg tạm thời ổn định sau khi giảm giá trong 2 ngày, trước đó 10-15.000 đồng 1kg, ở mức 230-240.000 đồng 1kg. Bên cạnh đó, giá tôm các cỡ 30-50 con 1kg, ở mức ổn định lần lượt ở mức 180-190.000 đồng 1kg, và 120-130.000 đồng 1kg, tôm màu đậm, đều cỡ. Đại gia nuôi tôm chia sẻ kinh nghiệm phòng bệnh trên tôm. Ngành tôm Việt Nam đang đứng trước thách thức sức cầu giảm, nguồn cung giá rẻ từ một số nước và bệnh trên tôm đang hoành hành nhiều năm nay. Cần chọn nguồn giống từ nơi uy tín. Tại Sóc Trăng, Tổng cục Thủy sản phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng mô hình nuôi tôm hiệu quả và phòng bệnh trên tôm nuôi. Tại hội thảo, hai đại gia nuôi tôm ở miền Tây đã chia sẻ kinh nghiệm phòng bệnh vi bào tứ trùng EHP trên tôm, gây ấn tượng cho đại biểu tham dự. Theo ông Võ Văn Phục, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thủy sản sạch Việt Nam, cho biết ngành tôm Việt Nam đang đối mặt ba thách thức. Đó là sức cầu giảm, cạnh tranh nguồn cung nguyên liệu giá rẻ từ nước ngoài và thách thức lớn từ bệnh tôm, nhất là bệnh EHP. Công ty của ông Phục có trang trại nuôi tôm với 245 ao, nuôi 2 vụ trên năm, tỷ lệ thành công 95%. Nhiều năm qua, người nuôi tôm luôn đau đầu với bệnh EHP. Khi tôm bị bệnh này, làm tăng chi phí và giảm thu nhập cho người nuôi, ông Phục cho biết. Theo ông Phục, muốn nuôi tôm thành công, người nuôi phải hiểu thổ nhưỡng vùng nuôi. Theo đó, cần kết hợp hai yếu tố thuận theo tự nhiên và áp dụng khoa học kỹ thuật. Ông Phục cho biết, bệnh EHP thường xuất hiện vào cuối vụ 1, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8. Do vậy, người nuôi cần tập trung thả nuôi vào tháng 12. Nguyên nhân bệnh EHP đến từ con giống. Trong lúc khâu quản lý còn bất cập, người nuôi nên tìm mua con tôm giống ở những cơ sở có uy tín để tránh rước họa vào thân, ông Phục cảnh báo. Phải vệ sinh sạch sẽ ao hồ triệt mầm bệnh. Theo ông Phục, mầm bệnh còn lưu trong hệ thống ao nuôi từ vụ trước, do vậy cần vệ sinh kỹ lưỡng, đúng quy trình, có ao lắng để trữ nước. Nuôi mùa nghịch, quản lý tốt, phòng được bệnh EHP sẽ có nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và giải quyết lao động cho hàng ngàn công nhân. Ông Hoàng Thanh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta cũng chia sẻ nhiều bí quyết phòng bệnh EHP giúp nuôi tôm thành công. Ngoài chế biến, xuất khẩu, công ty của ông Vũ còn nuôi tôm thâm canh với quy mô trên 500 hectare. Ông Vũ cho biết từ nhiều năm nay, công ty nuôi tôm vụ thuận hay vụ nghịch đều hiệu quả. Người nuôi tôm rất ngán bệnh EHP. Hiện nay, bệnh này lây lan nhanh, âm thầm và rất nghiêm trọng, cần sớm có giải pháp giúp người nuôi, ông Vũ nói. Ông Vũ bật mí đã đi nhiều trại sản xuất tôm giống. Tuy nhiên, tỷ lệ tôm nhiễm EPH tại các trại giống ở Việt Nam rất cao, cần giám sát và quản lý tốt hơn, ông Vũ đề nghị. Ông Vũ cho biết đang thử nghiệm mô hình nuôi không vèo, không oxy đáy mà chỉ sử dụng quạt. Bước đầu mô hình này hạn chế được bệnh EHP. Đặc biệt kỹ thuật diệt khuẩn phải hợp lý, nếu không sẽ phát sinh chi phí, hiệu quả không cao, nhất là không sử dụng hóa chất để xử lý nguồn nước. Ông Vũ cho biết,
ông Vũ kiến nghị cơ sở con tôm giống, nhà máy thức ăn tôm tính toán giảm giá thành, chú ý đến chất lượng để đôi bên cùng tồn tại. Không chia sẻ, một khi người nuôi tôm chết thì cơ sở con giống và sản xuất thức ăn cũng sẽ đi theo, ông Vũ cho biết. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.